6 là 1,5. Gà 3 1,55 cơ. Làm sao mà nó cao thế được? Rồi. Thế bây giờ đây nó có cái điểm này. Đấy, điểm số 6 này này. Điểm số 6 này là đi xuống băng giải nhá. Sau nó có một cái điểm check ra 1 mét nhá. Xong để ngay sát dưới cái tơ lông này nhá. Có một cái cạnh, một cái cách 1 mét. Một cái cạnh, một cái thẳng cái mép này xuống. Hiểu không? Đấy. Đi xuống đây anh đưa cho. Hả? Không? Không, không gãy được, nó phải. Nó phải cứng. Cái mùa mét. Cái mùa mét tắt ở dưới băng tải, đứng xa ra. Cả mấy ga ma xuống. Đi sát vào. Không, đi sát vào nhưng mà thẳng xuống dưới. Để dưới băng tải ấy. Từ từ, nó chưa lên ngay đâu. Bao nhiêu? 14 á?